Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn trải nghiệm tính năng Scan and Go, một tính năng rất mới của hệ thống siêu thị Vinmart. Đây là cái logo của tính năng Scan and Go và đây là quầy thanh toán Scan and Go. Đây được coi là hệ thống thanh toán siêu tốc và những khách hàng dùng dịch vụ lần đầu tiên sẽ được tặng 200.000 đồng như quảng cáo đây. Tất cả sẽ dùng qua cái app là VinID. Đây có một quầy riêng và hiện tại có rất là đông các bạn đang hỗ trợ dịch vụ. Cái biểu tượng rất là rõ ở dưới nền nhà để các bạn tới cái quầy Scan & Go. Để sử dụng tính năng Scan & Go thì các bạn cần tải và cài đặt phần mềm VinID, sau đó các bạn mở ra. Đây là giao diện của phần mềm VinID. Thời gian đầu thì cái VinID này sẽ giúp bạn quản lý cái thẻ tích điểm. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy thêm một mục là Scan and Go là giúp bạn thanh toán siêu tốc, bạn bấm vào đây. Tại giao diện này thì các bạn sẽ cần chọn phương thức nhận hàng. Ở đây có hai phương thức nhận hàng là phương thức nhận hàng tại nhà và phương thức nhận hàng ngay tại quầy. Đây là giao hàng tận nơi này và lấy hàng ngay thì tôi sẽ chọn phương thức lấy hàng ngay. Ok, bạn bấm vào nút cập nhật. Sau khi bạn chọn xong phương thức giao hàng thì các bạn sẽ bấm cái nút to nhất, đây là có nút quét mã. Chúng ta sẽ dùng cái tính năng quét mã này để quét cái sản phẩm mà muốn mua. Chúng ta sẽ hướng tới cái sản phẩm mà muốn mua, ví dụ tôi sẽ quét vào cái mã kem đánh răng Colgate này chẳng hạn. Thì các bạn để ý đây bao giờ có mã vuông. Và khi bạn quét thì trên màn hình nó sẽ hiển thị thông tin của sản phẩm này. Và chúng ta sẽ chọn là mua số lượng. Bạn chọn số lượng, ví dụ tôi sẽ mua 1 tip. Ok. Và bấm vào thêm giỏ hàng thì lập tức cái kem đánh răng này sẽ được thêm vào giỏ hàng. Xong, các bạn có thể chọn sản phẩm khác, ví dụ tôi sẽ chọn ở quanh đây, ví dụ như chúng ta thấy có giấy vệ sinh chẳng hạn, các bạn quét cái mã này vào đây, mã vuông, nó sẽ hiện ra thông tin là hai cuộn giấy vệ sinh rất là giống ở ngoài và chúng ta thêm vào giỏ. Và các bạn cứ như vậy các bạn đi tìm những cái sản phẩm bạn muốn mua. Và chúng ta đang ở quầy mì tôm. Đấy, tôi sẽ chọn mua mì tôm Omachi. Cũng tương tự vậy, tôi sẽ giơ cái điện thoại tôi lên và quay vào cái mã QR code. Và nó sẽ đọc được đây là loại mì gì, số lượng bao nhiêu gói. Tôi sẽ chọn đây, ví dụ như là tôi sẽ chọn loại này là 3 gói. Đó, thêm vào giỏ hàng. Và sau đó các bạn sẽ nhặt cái số mì tương ứng và cho vào trong giỏ. Tôi thêm loại này nữa chẳng hạn. Trường hợp mà mã khó quét các bạn có thể bấm vào nhập bằng tay ở trên này. Nó sẽ hiện ra cái mã sản phẩm, bạn sẽ xem đây, ví dụ đây là 666-31607. Bấm OK. Và nó sẽ hiện ra đúng cái mã mà chúng ta không quét được. Tôi lấy 2 gói. Bấm chọn. Bấm vào thêm giỏ. Và chúng ta lại nhặt 2 gói này xuống. Tiếp theo tôi sẽ mua phô mai. Các bạn cũng đơn giản, bạn chỉ cần quét vào cái mã vuông loại phô mai bạn muốn mua. Và nó sẽ hiện thông tin ở đây. Ok, thêm một giỏ hàng. Ở dưới này cũng vậy, chúng ta tôi sẽ mua không ai con bò cười này. Ở đây tôi mua 2 hộp thì tôi chọn vào 2 hộp và ấn chọn. Ok, sau khi bạn đã thêm vào giỏ hàng thì bạn có thể thêm vào giỏ hàng thật bằng cách là nhặt sản phẩm ở đây cho vào. Sau khi cho hàng vào giỏ, các bạn có thể kiểm tra cái hàng đang có trong giỏ bằng cách bấm vào sản phẩm. Và chúng ta sẽ nhìn được cái số lượng và các cái loại sản phẩm mà chúng ta đã chọn. Tại đây chúng ta thấy là cái tổng số tiền đang là 267.000. Hiện nay thì đang có chương trình là trên 300.000 đồng. Hóa đơn thì sẽ được tặng 200.000 đồng. Nên tôi sẽ mua thêm, ví dụ như ở đây mua thêm Provi chẳng hạn. Thì tôi lại quét tiếp. Ok, ta sẽ quét Provi.
và tôi lấy hai cái lốc này, chọn vào đây là hai lốc nam, bấm chọn, sau đó thêm vào giỏ hàng. Và chúng ta kiểm tra cái giỏ hàng ở đây, đang cái giỏ hàng tôi đang là 307.000, và tôi sẽ cho sản phẩm thật vào trong giỏ. Và các bạn sẽ kiểm tra xong cái giỏ thật và giỏ ở trên phần mềm xem có đúng chưa, và chúng ta có thể điều chỉnh được cái số lượng như xóa hoặc thêm hàng. Ok, bây giờ đến khâu thanh toán. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái số lượng điểm chúng ta đã tích được có dùng hay không, được khuyến mại bao nhiêu tiền, và các bạn bấm vào thanh toán. Khi bấm vào thanh toán thì chúng ta sẽ thấy hiện ra phương thức là lấy hàng ngay và tổng số tiền, bấm vào tiếp tục. Đây là một phương thức thanh toán, chúng ta có thể chọn thanh toán theo ví điện tử, thẻ Visa hoặc thẻ nội địa, hoặc là thanh toán tại quầy. Với thẻ Visa và thẻ nội địa thì các bạn chỉ việc chọn nó và nhập thông tin của thẻ. Ở đây tôi sẽ thử thanh toán tại quầy, các bạn bấm vào thanh toán tại quầy và sau đó các bạn bấm vào tiếp tục. Tại đây thì phần mềm sẽ yêu cầu chúng ta cầm cái mã thanh toán này và kéo theo cái số hàng đã nhập đi ra quầy. Đây tôi sẽ ra quầy. Em có thanh toán anh được cái này không? Đưa cái mã này đúng không em? Em có bảo đúng rồi anh ạ. Mấy cả hàng nhận lên à? Em không cần đặt đâu. Ừ, em đang kiểm tra đúng không? Đây. Thanh toán pin Scan & Go đầu tiên của anh đúng không ạ? Đúng không? Anh có thẻ Lavas cho em mượn ạ? Anh có thẻ Lavas. Lavas của anh đây. Tên của anh luôn đúng không ạ? Đúng không? Thẻ VinID cũng là của anh luôn. Cũng của anh luôn. Anh ơi, sau 3 ngày thì điểm voucher nó sẽ vào đây anh nhé, anh kiểm tra giùm em sau 3 ngày. Sau đấy cái tiền này đi mua được cái gì? Đúng rồi, voucher có hạn trong vòng 7 ngày, anh chú ý giùm em nhé. Cảm ơn. Dạ. Voucher đã dùng rồi mẹ ạ. Hóa đơn là giao hàng tận nơi ấy. Ship về nhà ấy anh. Chị không lấy được ở đây đúng không? Đấy, đây cũng trần lấy một phần cũng được. À rồi, ok. Anh ơi, còn có một cái nữa là hôm nay anh thanh toán bằng thẻ Lavas ấy, nó sẽ hoàn cho anh 100 điểm. À. Sau 25 ngày thì nó mới hoàn vào điểm VinID anh. Điểm VinID. Ok, đấy, cảm ơn. Chú ý giúp em. Rồi. Mở túi luôn chị tiếp thủ nhé. Đây bạn sẽ kiểm tra xem đủ hay không đúng không? Ok, cảm ơn em nhé. Như vậy là tôi đã vừa thanh toán xong bằng Scan & Go, khá nhanh và thuận tiện. Tuy nhiên cái này sẽ phù hợp với những bạn nào mà mua sắm ít, cần nhanh, nhưng mua nhiều các bạn có thể vẫn dùng theo phương thức truyền thống được. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.